tiền thật sự tốt không? Hạnh phúc khi có tiền bạn không thể tưởng tượng nổi. Vậy thì hệ thống này cho bạn số tiền không hết, phải tiêu hết trong thời gian quy định, nếu không anh sẽ bị trừng phạt. Cô đang xem thường ai? Để tôi đưa cô lên. Không cần đâu Lưu tổng, tôi tự đi lên là được rồi. Cảm ơn vì đã đưa tôi về. Khách sáo cái gì, cô đã uống rượu rồi. Để tôi đưa cô lên yên tâm một chút. Ha ha ha. Này, Lưu tổng, ông đang làm gì vậy? Ngô Niên, cô biết tôi thích cô mà. Chỉ cần cô đi theo tôi, nhất định cô sẽ được mọi người ngưỡng mộ. Vừa với tôi nào. Đừng như thế mà, buông tôi ra. Có ai ở đây không? Ở đây không có ai, chỉ có cô và tôi, tin hay không thì nhìn đi. Cô tin hay không thì tùy tôi khóa nick cô ngay bây giờ. Làm gì vậy, nhanh chóng buông ra, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Cút đi, mày biết tao là ai không? Lo chuyện bao đồng, tin hay không, lão tử tìm người phế bỏ người. Tôi không quan tâm anh là ai, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô chủ. Mẹ kiếp, lão tử hôm nay đánh chết người cái tên không mở mắt này. Đừng đánh nữa sẽ ảnh hưởng đến tính mạng đấy. Lúc này, các nhân viên bảo vệ tuần tra khác cũng nghe thấy, đều chạy đến kéo Lưu tổng ra, thế mà dám đánh người. Gọi cảnh sát, tôi xem ai dám. Cũng không mở mắt ra nhìn xem có biết tôi là ai không. Lão tử là chủ tịch công ty Thiên Ngư Lưu Chiêu, làm phiền lão tử, tin hay không ta tìm người phế các ngươi. Nghe thấy tên hắn, các nhân viên an ninh gặp mặt nhau. Công ty Thiên Ngư nổi tiếng ai cũng biết, ông chủ nghe nói quan hệ rất tốt, không ai dám chọc. Tiểu tử, tốt nhất nên biến ngay lập tức, nếu không cậu sẽ trông đẹp. Thật là cậu bị thương rồi, nghỉ một ngày, đến bệnh viện xem sao. Đội trưởng Trương Mạnh có chút ngượng ngùng nói, nhìn người của mình bị đánh rất mất mặt. Không cần, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Mức lương này của bản thân, bình thường cuộc sống hầu như không đủ. Tôi không muốn đi bác sĩ. Để tôi đưa cậu đi, dù sao cũng là vì cứu tôi mới bị thương mà. Vẫn chưa cảm ơn cậu. Không, không, không cần, qua vài ngày là khỏi rồi. Làm thế này sao mà được chứ, vẫn là để bác sĩ kiểm tra một chút yên tâm hơn. Thấy được người đẹp quan tâm, các nhân viên bảo vệ khác lại có chút ghen tị. Không cần, cô đã uống nhiều như vậy rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Tôi đi mua chút dầu hoa đỏ bôi là được. Đúng rồi, nhà tôi có dầu hoa đỏ, cậu đến nhà tôi đi, tôi sẽ giúp cậu bôi thuốc. Ngô Niên không đợi cậu ta từ chối, kéo hắn đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Thằng nhóc này thật là may mắn, nhanh như vậy đã nhận được sự ưu ái của người đẹp rồi. Đúng vậy, bị vậy được người đẹp nắm tay cũng đáng giá. Ghen tị cũng vô dụng, nếu không lần sau các người cũng đến anh hùng cứu mỹ nhân. Cậu ngồi xuống đi, tôi đi tìm dầu hoa đỏ. Rất nhanh Ngô Niên cầm dầu hoa đỏ đến, thoa chỗ bị thương cho Thất Lạc. Hôm nay thật sự cảm ơn cậu. Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên cậu là gì. Tôi là Ngô Niên, một người mẫu. À, tên tôi là Thất Lạc. Anh đã cứu tôi, về sau chúng ta sẽ là bạn. Được, được chứ, thế là quyết định rồi nhé. Tất nhiên rồi. Cô có thể đổi công ty khác không? Lưu tổng này không phải là người tốt, đi đâu cũng giống nhau. Công ty chúng tôi trạng thái không tốt lắm, chỉ có thể hy vọng dựa vào công ty Thiên Ngư đầu tư. Thực ra làm nghề của chúng tôi không thể tránh khỏi sẽ gặp phải loại người này, chỉ có thể cố gắng cẩn thận một chút thôi. Thân là rất bất đắc dĩ, mặc dù rất muốn nói với Ngô Niên đừng làm người mẫu, nhưng tiền lương này của mình, ngay cả chi phí một ngày của người ta cũng không đủ. Dựa vào cái gì để thuyết phục? Tôi phải quay lại làm việc. Cô nghỉ ngơi đi, tôi tiễn cậu. Không cần nữa, tôi tự về là được. Thất Lạc, chuyện của cậu bị quản lý biết rồi. Hắn lo lắng Lưu tổng sẽ đến gây rắc rối, nên bảo cậu đến tài chính giải quyết tiền lương. Đi thôi. Cái gì? Đây là muốn sa thải tôi sao? Tôi không phạm sai lầm, tôi cũng không có cách nào. Lưu tổng thế lực quá lớn, lại nói muốn dọn dẹp cậu. Chúng tôi không thể chọc giận Lưu tổng. Nhận lương xong nhanh chóng rời khỏi đây đi. Thất Lạc trong lòng rất khó chịu. Rõ ràng là mình tận tâm chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của cô chủ, kết quả là bị sa thải. Thất Lạc trở về nhà thuê của mình, nằm trên giường, nhìn lên mái nhà. Làm thế nào để có được số tiền tiêu mãi không hết? Miễn là tôi có thể làm bất cứ điều gì. Không có lúc nào như lúc này, mong muốn trở nên giàu có của Thất Lạc. Thất Lạc vừa nói xong, trước mặt hắn xuất hiện một cô gái. Chỉ cần ký hợp đồng với tôi thì có thể thực hiện mong muốn. Ngươi là cái gì? Cái thứ nhỏ bé này còn biết nói chuyện. Tôi không phải đang mơ chứ? Không phải anh muốn tiền sao? Tôi là hệ thống tiêu tiền của thần hào. Chỉ cần ký hợp đồng với tôi, cậu phải cố gắng tiêu tiền để hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu ít tiền hơn sẽ bị đánh giá là nhiệm vụ thất bại, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ cho cậu một phút, nghĩ xem có nên nhận hợp đồng không? Đùa cái gì vậy? Kiếm tiền khó lắm, tiêu tiền mà khó sao? Làm thế nào điều tốt đẹp này có thể xảy ra? Ngay cả một giấc mơ cũng là một giấc mơ đẹp. Không cần suy nghĩ, tôi hứa sẽ ký hợp đồng. Hãy nhớ chắc chắn rằng hợp đồng được ký kết. Bắt đầu ký. Thất Lạc không thể chịu được ánh sáng mạnh như vậy, trực tiếp hôn mê. Không biết bao lâu, Thất Lạc từ từ tỉnh dậy. Giấc mơ đẹp như vậy chỉ làm được một nửa, tại sao không để tôi trải nghiệm một chút? Cảm giác tiêu tiền thì sao? Hệ thống thần hào bị ràng buộc xong, nhận 100 triệu vốn ban đầu, yêu cầu tiêu hết trong vòng một tuần. Cảm giác như có thêm một thứ trong túi, rất là lạ. Thất Lạc vội vàng lấy ra xem, là thẻ ngân hàng. Chiếc hộp rất đẹp, bên trong đó là một thẻ đen. Lúc này trong đầu có thêm một chuỗi số, mã số 88888. Không thể thật sự có 100 triệu chứ. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.